Những cây rau này không phải được trồng ở những ruộng rau thông thường, mà được trồng ngay tại nhà trong những chiếc tủ xinh xắn như thế này. Một chiếc tủ trồng rau không sử dụng đất, không sử dụng ánh sáng mặt trời, mà các cây rau vẫn lên xanh tốt. Đây chính là kết quả công trình nghiên cứu nhiều năm của nhà giáo nhân dân, giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Quang Thạch, một trong những chuyên gia hàng đầu về công nghệ sinh học của nước ta. Cái tủ rau trong nhà này cũng dựa trên những nguyên lý rất cơ bản của công nghệ thủy canh, tức là gì? Đảm bảo cho nó có dung dịch dinh dưỡng, và dung dịch dinh dưỡng đó được tuần hoàn, và đồng thời kèm theo làm thế nào cho nó tự động hóa. Cái điều mấu chốt rất là quan trọng là trong nhà là không có ánh sáng, vậy thì phải tìm được ra một cái hệ thống ánh sáng như thế nào phù hợp. Thì qua rất nhiều nghiên cứu xác định những loại đèn khác nhau tiết kiệm được năng lượng nhưng đồng thời vẫn đảm bảo được cái nguồn sáng để cho cây sinh trưởng, và đồng thời làm thế nào để có được cái năng lượng mà nó không tiêu tốn quá nhiều, nó tiết kiệm, nó phù hợp. Thì cuối cùng chúng tôi ra đời được cái tủ rau. Và cái đây là một cái tủ rau của gia đình dựa trên nguyên lý hoàn toàn của hệ thống có ta gọi là thủy canh hồi lưu, tức là thủy canh tuần hoàn, và chúng ta có thể tự động hóa từ khâu cung cấp sinh dục dinh dưỡng cho đến khâu bật sáng đèn cũng như là các cái khâu khác. Tủ trồng rau trong nhà được giáo sư Nguyễn Quang Thạch và các cộng sự của Viện Sinh học Nông nghiệp thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nghiên cứu và hoàn thiện. Xuất phát từ thực tế hiện nay, có rất nhiều người tiêu dùng mong muốn được sử dụng rau sạch, muốn được tự tay trồng rau cho gia đình nhưng lại không có nhiều thời gian cũng như diện tích đất để trồng rau. Tủ trồng rau trong nhà là một ứng dụng hoàn toàn mới của công nghệ thủy canh, nhưng thay vì áp dụng cho mô hình trang trại lớn, công nghệ này lại được áp dụng trên mô hình tủ nhỏ, được thiết kế hiện đại, phù hợp để trong gia đình. Tủ trồng rau trong nhà có kích thước 1,2 x 1,8 x 0,6 m. Kích thước của tủ có thể điều chỉnh tùy theo nhu cầu của khách hàng. Tủ được thiết kế 3 tầng mô đun với các giọ để trồng rau thủy canh. Được lắp đặt một hệ thống máy bơm, một hệ thống ống dẫn dinh dưỡng và hệ thống đèn chiếu sáng với ánh sáng sử dụng có bước sóng phù hợp nhất cho sự quang hợp và phát triển của cây trồng. Rõ ràng chúng ta sẽ thấy là chúng ta có thể là tự nhiên là mỗi gia đình có một cái ruộng rau ở trong nhà. Mà cái ruộng rau này nó lại là một cái cảnh quan, một cái như là một cái đồ trang trí ở trong nhà, như là một cái tủ đẹp mà trong đó lại có sản phẩm rau xanh. Thì thứ nhất đấy là một cái mô hình đẹp ở trong nhà. Cái thứ hai là chúng ta rất yên tâm với cái sản phẩm mà chính do bàn tay chúng ta tạo ra, đó là cái cây rau chúng mình trồng, không hề có phun thuốc trừ sâu, không hề có phun thuốc trừ bệnh, không có những cái loại tác động khác mà chúng ta hoàn toàn an tâm. Đấy chính là sản phẩm an toàn. Ngoài ra cũng có thể nói là sự hiện diện của nó trong nhà nó còn như là một cái bộ lọc CO2 ở trong nhà, nó lại thải oxy cho con người. Chiếc tủ này có thể trồng được nhiều loại rau khác nhau, nhất là các loại rau ăn lá như xà lách, rau cải, rau muống, rau thơm ngay trong chính căn nhà của gia đình bạn. Hơn nữa, lại hoàn toàn không cần làm cỏ, làm đất, không đòi hỏi lao động nặng nhọc, người già, trẻ em đều có thể tham gia. Với chiếc tủ rau này, chúng ta có thể trồng xen canh, trồng nhiều vụ, trồng trái vụ, năng suất cao hơn so với mô hình truyền thống, vì trồng rau trong nhà giúp hạn chế tối đa sâu bệnh. Cây không chịu tác động, ảnh hưởng của thời tiết, của mùa vụ, luôn được phát triển ở điều kiện tối ưu nhất. Đây là rau bó xôi này, đây là xà lách này. À, con ăn rau gì nhỉ? Hay con ăn rau ở trên này? Rau gì nhỉ? Ăn rau này nhá. Con ăn rau này nhá. Chị Nguyễn Thanh Huyền, một phụ nữ trẻ đã lập gia đình và có một con nhỏ. Do làm nghề kinh doanh, công việc bận rộn suốt ngày nên chị rất hài lòng với chiếc tủ rau thông minh mà gia đình mình vừa lắp đặt.
Từ ngày em đưa cái tủ rau này về cũng được 2 tháng, gần 2 tháng rồi. Và cái lợi ích của cái tủ rau thủy canh này thì thứ nhất, đối với bản thân em thì cái thời gian đi chợ nó rút ngắn hơn rất là nhiều. So với là em phải đi lựa chọn ra chợ để lựa chọn hay bớt đi siêu thị để lựa chọn một lượng rau sạch. Thứ hai là em có một lượng rau luôn luôn đảm bảo nguồn gốc và tuyệt đối sạch, không phải bảo quản trong tủ lạnh. Hơn nữa thì nhà em có con nhỏ thì cái việc mà có rau xanh cho vào các bữa ăn của con thì em rất là yên tâm. Cái mô hình trồng rau thủy canh ở trong nhà này thì nó sẽ giúp con em biết được là cái cây này nó, cây xanh, cái cây rau này nó sẽ phát triển và trưởng thành như thế nào. Và em đưa được một vườn rau thiên nhiên vào trong nhà gần gũi với gia đình. Ngoài việc hàng ngày cung cấp một lượng rau xanh tươi ngon, giàu dinh dưỡng, đảm bảo sạch, không hóa chất, không thuốc trừ sâu, chiếc tủ rau thông minh còn giúp tiết kiệm thời gian cho các bà nội trợ, tạo không gian xanh mát cho ngôi nhà, có ý nghĩa về mặt giáo dục đối với trẻ em, giúp con người gần gũi với môi trường thiên nhiên, giảm stress. Đây là một cách thư giãn cũng rất thú vị.